Tôi cho vong rượu, phải gửi đến thần linh thổ địa trước. Tôi cho vong rượu. Dạ, cháu Hiếu xin chào tất cả mọi người. Chúng mày xin chào đại gia đình ạ. Cháu xin chào tất cả đại gia đình ạ. Thì lời đầu tiên cho anh em chúng cháu xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Chúc đại gia đình nhà mình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ vâng. Thì đại gia đình nhà mình ơi, thì hôm nay thời tiết ở miền Bắc thì cháu cũng không biết là ở chỗ cô dì chú bác đã có không nín khí lạnh về chưa. Nhưng chỗ chúng cháu thì không khí lạnh đã về từ hôm qua rồi. Thì hôm nay chúng cháu đến nơi đây thì bầu trời cũng đã có rất nhiều mây. Thì cái ánh sáng cháu sợ nếu mà không được tốt lắm, và cái âm thanh mà gió thổi to quá thì cháu cũng mong đại gia đình nhà mình hiểu và thông cảm cho chúng cháu. Thì hiện tại hôm nay ở vị trí này, phía đằng sau lưng anh em chúng cháu đây, đang là nơi mà chúng cháu nhận nhiệm vụ của bề trên giao phó. Thì nơi đây như cháu quan sát là một con đường đất, kiểu như cũng khá lâu rồi không có người đi lại. Đấy là những gì cháu quan sát. Thì bây giờ là anh em chúng cháu sẽ tiến sâu vào trong đó, thì cháu sẽ xem là vị trí nào hợp lý. Thì anh em chúng cháu sẽ đặt chân quay để gửi đến thần linh thổ địa cũng như là hương linh, và mong các ngài sẽ gia hộ cho chúng cháu để chúng cháu thuận buồm xuôi gió khi giúp đỡ vong linh ở nơi đây. Thì bây giờ anh em mình vào nhé. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Nó to quá em ạ. Còn xa không? Hiếu. Thì bây giờ mình cứ đi vào đi. Bạn không biết là con đường này dài hay không. Ừ. Thì cứ đi vào đi, xong là nếu mà chỗ nào nó rộng rãi ấy, là mình sẽ đặt chân quay để mình gửi đến thần linh thổ địa. Chứ bạn chẳng biết là con đường này nhìn thì nó cứ tun hút kìa mày ạ. Còn sâu lắm, không biết là con đường này chạy đi đâu. Còn sâu lắm. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Rộng nhỉ, đường kiểu không ai đi lại. Đây đây. Ừ, anh ngắm rồi. Dọc từ kia vào đây chắc chỉ có chỗ này là rộng rãi nhất thôi. Còn trong kia thì cũng chẳng biết là nó dẫn mình đi đâu. Thì thôi mình dừng ở đây đi. Thì anh cũng sẽ xin thần linh thổ địa sang tai mách tiếng cho nhé. Nguyên đặt chân quay đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này, con đường này, hãy linh thiêng về đây chứng lễ, sang tai mách tiếng cho chúng con. Hôm nay chúng con đến nơi đây, theo sự chỉ dẫn của bề trên, nơi đây đã và đang có vong linh cần sự giúp đỡ của chúng con. Thì con mong các ngài ngồi cao chiếu xa, hãy sang tai mách tiếng cho chúng con cũng như là vong linh, để vong linh đón nhận cái sự giúp đỡ này từ chúng con. Con Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái gì không nhớ? Anh nhìn thấy điều gì rồi? Có một vòng đàn ông em. Trẻ hay già? Muội không nhìn được rõ mặt nữa. Tại vì nhìn tóc tai nó bù xù lắm. Nhưng mà nhìn nó kiểu chậm chạp lắm, kiểu gì ấy. Mình không bảo là dám bảo là nghĩ người ta thế nọ thế kia, nhưng mà anh nhìn được là như vậy. Nhìn đi nó cứ khật khà khật khưỡng kiểu gì. Nếu xa nếu siêu. Đói quá. Không biết. Đói quá đi không vẫn. Tóc tai thì rũ rượi à? Anh không nhìn được. Đói quá, theo điên xin. Tận mặt. Đói điên xin. Anh gọi vong mà. Thì hỡi vong linh đã và đang ngụ tại nơi đây, nếu vong linh đã nghe thấy và nhìn thấy sự xuất hiện của chúng tôi, thì tôi mong vong linh hãy xuất hiện đi, để chúng tôi có thể trợ duyên cũng như là giúp đỡ vong linh. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hỡi vong linh, tôi biết là vong linh đang quanh quẩn nơi đây và đã nghe thấy và nhìn thấy sự xuất hiện của chúng tôi rồi, thì mong vong linh hãy xuất hiện đi, đừng trêu chọc hay đánh đập chúng tôi. Chúng tôi đến đây chỉ muốn giúp đỡ vong linh thôi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Mày, tôi chào vong. Chúng mày đi đâu? Tao đang ngủ. Chúng mày gọi gì tao? Thì hả? Tôi thưa với vong là chúng tôi được bề trên ban cho một chút năng lực cũng như là pháp bảo này, và ngài đã cho chúng tôi biết nơi đây đã và đang có vong linh cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Nên chúng tôi đã có chút lễ mỏng lòng thành gửi đến thần linh thổ địa và có lời đến vong linh. Mày có rượu không? Rượu? Rượu à? Tao xin chén. Tao xin chén. Tôi nhìn vong cũng rất là trẻ mà. Sao vong lại thích rượu đến như vậy? Nghe lắm không? Giờ tôi đã hiểu tại sao khi nãy tôi đã nhìn được hình bóng của vong rất là khật khưỡng. Thì hóa ra vong nghiện rượu đúng không? Tao xin chén. Nói thưa, đưa rượu cho tao. Mau lên. Tôi cho vong rượu. Phải gửi đến thần linh thổ địa trước. Tôi cho vong rượu. Mày lừa tao à? Rượu gì mà nhạt tẹt thế hả? Vong nhìn lại đi. Xem bản thân của vong
như vậy có tốt không, có lợi ích gì không? Tôi nhìn Vong rất trẻ, tại sao Vong lại nâm vào đường rượu chè be bét như thế này? Tao thích, kệ tao, đừng nhắm mồm. Nói nhanh. Chúng tôi đến đây ấy, chỉ có bánh kẹo, tiền vàng và nước lọc thôi. Chúng tôi không có rượu, có rượu. Thế thì biến, biến đi. Tao cần rượu, tao thèm rượu. Tao không thèm mấy cái đồ vớ vẩn của chúng mày. Cút đi, biến đi cho tao. Tôi có thể cho Vong, nhưng trừ rượu. Vong nhìn lại đi. Đã có khi nào Vong được tỉnh táo chưa? Mặc xác tao. Mặc Vong. Rồi Vong ngẫm lại đi. Những việc xảy ra với Vong ấy, cũng chỉ vì rượu mà. Rượu, nó giúp Vong được cái gì và mất cái gì? Rượu, tao thèm rượu. Không có rượu tao không chịu được. Tao thèm rượu. Có rượu tao mới khỏe được. Có rượu tao mới ngủ. Tao mới thích làm gì tao làm. Tao chỉ thèm rượu. Rượu như là máu của tao, là sức sống của tao. Mày đến đây tạm biệt tao. Tao đang ngủ nhá. Tao chưa còn chưa xử tội chúng mày đâu. Ở đấy mà lắm mồm mà. Tôi đến đây để giúp Vong đấy. Giúp tao? Giúp tao mà có mang rượu cho tao uống đâu. Tao cần rượu. Chúng tôi giúp Vong thoát khỏi rượu. Cái cảnh rượu chè này. Giúp Vong lên chùa tu tập. Giúp Vong có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Cái gì? Lên chùa? Đúng. Chùa có rượu không? Chùa có rượu không? Thế Vong muốn đi siêu thoát không? Muốn đi siêu thoát không? Siêu thoát để làm cái gì? Siêu thoát có rượu uống không? Siêu thoát để làm một cuộc đời khác, con người khác. Tao có cần, cần làm con người khác. Không thấy cuộc sống như này nó vô nghĩa à? Không thấy nó vô nghĩa à? Tao vẫn sống theo, tao cũng sống á. Tôi đã nói rồi, vì rượu mà Vong được cái gì và mất cái gì? Tại sao Vong vẫn không tỉnh ngộ đi, chết xuống dưới này vất vưởng, thèm khát, nát be nát bét? Tao nát bét. Mày định chửi tao à? Mày đó không cho sổ mày. Hiếu, tôi không chửi Vong, mà tôi chỉ muốn tốt cho Vong thôi. Tôi chửi Vong đâu, và tôi chửi Vong được cái gì? Từ đầu đến giờ tôi chưa xúc phạm Vong một câu nào. Tôi chỉ đang cố để chia sẻ và giải thích cho Vong hiểu. Thằng chó này, mày đã không cho bố mày rượu, mày còn đánh bố mày à? Nào, Vong ép tôi nên tôi bắt buộc phải dùng đến pháp bảo này để thu phục Vong. Còn nếu Vong cố tình thì đừng trách tôi.
Mày nói đi, mày nói nhanh đi. Mày muốn gì? Chúng mày muốn gì hả bố mày? Tôi muốn Tôi cút vong. đi, cho tao yên. Thành thật chia sẻ tất cả câu chuyện sự tình và muốn vong nghe lời tôi để đi lên chùa tu tập, làm một người có ích cho xã hội. Tao không nghe thì mày làm gì được tao? Tao không Nếu vong cố tình không nghe thì pháp bảo này thôi, thôi, thôi. cũng sẽ không nương tay với vong. Đây là cả. Tao chia sẻ. Tao nghe lắm mà. Thế là được chứ gì? Vong nhìn lại mình xem. Tôi đã nói đến như vậy rồi. Vì rượu vong được những gì và mất những gì. Vong là người biết rõ nhất tại sao vong vẫn cứ sa đà vào cái con đường này. Mất hết tất cả, tao chả còn gì. Thì vì rượu đó. Tao chết cũng vì rượu, nhưng tao không bỏ được nó. Bây giờ này, Muốn gì? Muốn tao muốn cái gì? vong chia sẻ thành thật rồi tôi sẽ cùng vong gỡ những cái mối thắt đấy ra. Chia sẻ gì? Tại sao vong chết? Tao chết vì rượu. Uống rượu say đi loạn trạng, đi đêm về hôm tao say rồi tao ngã xuống ao, tao ngã đằng kia kìa, tao ngã xuống đấy rồi tao say quá, tao ngủ ở dưới đấy luôn, thế là tao chết đây. Còn gia đình vợ con có hay chưa, bố mẹ như thế nào lúc còn sống á? Mẹ chết rồi, vợ con bỏ đi hết rồi, vợ con bỏ ta đi hết rồi, để tao rượu. Lý do gì mà vong tìm đến con đường rượu như thế này? Có bố mẹ, có vợ con chứ đâu có phải là vong không có người thân hay tình yêu thương của gia đình đâu. Thì bố mẹ tao đẻ được có mình tao ấy, thì chiều có cho làm gì đâu, thì tao quen chiều rồi thì tao tinh hước có làm ăn gì đâu, suốt ngày lêu lổng. Thì à, bố mẹ tao cũng nghe mọi người tính là tìm cho tao một con vợ, thì tao sinh con đẻ cái, xong rồi tao tu chí có vợ con thì tao tu chí làm ăn. Nhưng mà tao quen rồi, có vợ cũng như không, tao vẫn thế, nếu có con thì tao cũng vẫn thế thôi. Chả làm lụng gì hết, nhà tao đầy tiền, tao vất vả làm gì, được đeo thì tao phải vất vả, tao vẫn đầy tiền ăn, nhưng bố mẹ vẫn cung phụng tao, cho tao ăn uống đầy đủ, có tiền tiêu, thế là tao cứ thế, thì không làm ăn gì hết. Mà bố mẹ tao thì lớn tuổi, thì đến lúc cũng đéo làm được nữa, già rồi cũng bệnh tật tới chết, khuyên tao nhiều mà tao đéo bỏ được.
vợ còn. Vợ khuyên tao tao cũng đeo thèm nghe. Chán quá. Rồi đến lúc thì tiền cũng hết. Vợ khuyên mãi đeo được thì vợ cũng bỏ. Ôm con bỏ đi. Thì tao lại càng chán. Nó cứ biến đi cho khuất mắt tao. Đeo cần đứa này, tao cóc cần ở với tao, tao lại mất tiền nuôi. Thì tao lại chôn vùi vào rượu, tao làm bạn với rượu. Tao chỉ cần có rượu rồi, tao quên hết mọi thứ. Tao tiếc nhiều tiền, thì tao ối anh em bạn bè một đồng. Tao hết tiền. Chả thằng chó nó hỏi đến ta. Bố mày cũng đeo cần. Tóm lại, có rượu. Có rượu là bản thân nhá. Có rượu là không bỏ tao. Nên tao quyết định tao cũng không bỏ rượu. Điệt mà. Hơi say quá. Tao uống nhiều quá. Tao cứ đi về. Tao đi về. Tao đi về. Thì tao đã biết đi kiểu gì tao ấy. Đi chơi mẹ xong nào. Bây giờ tao vùng vẫy ở đấy mà. Rồi thì tao đi lúc nào không biết. Tao đi lúc nào không biết. Tao chết. Ông chết đâu chưa? Nhiều là đeo gì. Chết bao nhiêu lâu có được tích sợ gì. Ông thấy chưa? Có 10 thì tốt. Nhà người ta có 10 đứa con có khi vẫn còn tốt hơn nhà Vong có một đứa. Như nói Vong nói ấy, là bố mẹ Vong sai lầm đã chiều chuộng Vong. Chắc lúc còn sống ông bà cũng là người thuộc dạng có nhiều tiền. Rồi có một thằng công tử đâm ra đã chiều chuộng Vong như vậy. Để Vong ra nông nỗi như thế này. Thế Vong lấy vợ, sinh con ra. Thế Vong không có trách nhiệm với vợ con thì Vong lấy làm gì? Vì rượu đấy. Tao biết thế. Vợ con nó bỏ. Nhà cửa cũng tan nát. Hết tiền. Anh em bạn bè không còn một ai bên cạnh nữa. Khi Vong không có tiền. Tao biết. Tao cũng định thay đổi rồi. Nhưng mà tao nghĩ là một chuyện. Tao không làm được. Rồi tao lại thèm rượu. Rượu vào thì tao lại không nghĩ được gì hết. Thế ở dưới này đi đâu để xin rượu? Ai cúng cho mà có rượu? Tao nghĩ địa à? Đi ăn trộm. Tao nghĩ địa chờ người ta cúng cho vào ăn trộm à? Đi ăn trộm đấy. Thèm lắm. Ăn bánh không? Tôi cho bánh à. Tao bảo thật nhá. Tí nữa mà tao đi theo mày thì mày mua. Mày cho tao rượu nhá. Ừ. Tôi cho cả một phi rượu luôn. Uống bao giờ hết một phi? Uống hết một phi không? Một thùng không? Một chum không? Hết. Bao giờ uống hết một chum? Hết đấy. Bao giờ? Bao nhiêu lâu? Tôi uống thôi. Thế là cho pháp bảo này có lấy không? Hả? Tôi vẫn sợ chết thế không bỏ được rượu à? Hả không? Vẫn sợ đau thế không bỏ được rượu à? Thế rượu nó lấy đi tất cả rồi mà vẫn không tỉnh táo nên mà làm lại. Mày
Mày có cách nào giúp tao thoát rượu? Lên chùa. Các ngài thoát rượu sẽ giúp vong thoát khỏi rượu. Có cách à? Lên chùa. Ừ thì lên chùa. Lên chùa. Tao thế là say này có lên được chùa không? Mày dìu tao đi. Dìu lên chùa nhá. Nhớ mồm mày nhá. Dìu tao lên chùa nhá. Lấy nước cho uống cho tỉnh nhá. Uống gì nước? Đúng không? Tao khát. Tao ít. Này, nước của ông vừa uống vừa nhổ của tôi đây. Cay không? Đắng không? Đắng chứ, cay chứ. Cuộc đời còn cái gì đâu, mất hết rồi. Sao không cay, sao không đắng? Biết là cay đắng. Bố mẹ mất, tình yêu mất, tiền mất, cuộc đời mất, còn cái gì đâu, không cay đắng. Nhưng mà tao không làm được gì. Tao cứ đi vất vưởng đấy thôi. Bây giờ như này, nghe hay không cũng phải nghe rồi. Chứ còn để tình trạng như của Vong như này cũng không tốt. Sớm muộn gì không hại người khác thì những vong quỷ kiếp nó cũng sai khiến thôi. Bây giờ này, nghe tôi sẽ đưa lên chùa. Vào trong đấy tùy bề trên định đoạt nhá. Có lưu luyến gì ở đây không? Còn chai rượu nào giấu ở đây không để cầm đi theo không? Còn chai nào không? Còn tao đã chẳng thèm xin mày. Hết rồi cái gì? Không giấu còn đâu cái gì? Cứ quan con trai nào không? Hết rồi. Làm gì còn nào. Thì nghe tôi nhá. Nghe mày. Lên chùa. Chùa. Nhá. Ngồi. Ông gần dã rồi à. Ngồi. Đau đâu? Mỏi đâu? Mỏi không mỏi. Mỏi à? Bệnh đặt chân quay em. Cho chị nghỉ xíu xong rồi anh em mình ngồi hướng cho Vong xong cho chị. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. À, quên mất rồi. Rồi. Nãy chưa hỏi tên. Ừ, em định nhắc nhưng mà Vong nó lẩn quẩn quá đây nè, quên. Giờ tí anh hỏi lại. Thì Vong Ninh anh gì ơi? Ơi Vong Ninh của anh gì ơi? Em chào anh nhá. À, em tưởng anh lại đi đâu mất rồi. Thì đấy, nãy em nóng quấn quá em quên không hỏi tên của anh. Anh Vương. Vương. Cảm ơn anh Vương. Thì đấy, tất cả câu chuyện sự tình của anh em đã hiểu hết rồi. Bây giờ em sẽ giúp anh đi lên chùa để buông bỏ rượu nhá. Cố gắng anh nhá. Thay đổi đi. Làm lại tất cả. Không có gì là muộn nhá. Nam mô A Di Đà Phật. Anh nhớ chắp tay lòng hướng về Phật nhá. Còn Nam mô A Di Đà Phật.
May nhỉ, anh em mình vừa làm xong thì mưa đấy. Xong rồi em ấy nhá, hóa vàng nhá. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương Phật chư Phật mười phương, con lạy các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này đã linh thiêng về đây chứng lễ sang tai mách tiếng cho anh em chúng con. Thì hiện tại chúng con đã giúp được vong của anh Vương ở nơi đây. Thì con xin các ngài về nhận tiền vàng để đi lo công việc phù hộ cho anh em chúng con, gia đình anh em chúng con và đại gia đình cô dì chú bác ở trên kênh của chúng con luôn được mạnh khỏe bình an. Con xin cảm tạ các ngài. Vừa làm xong thì mưa. Con Nam Mô A Di Đà Phật.